lửa hồng, barbecue, đường nướng hấp dẫn nha. Món này là món mình rất thích, tại vì rất là dễ làm, không tốn thời gian. Mình bỏ vô lò mình nướng 2 tiếng. Xin mời ông bà cô chú và các bạn coi mình làm như thế nào nha. Đây các bạn ơi, đây là cái sườn back rib các bạn. Thì mình đã ướp, cái công thức ướp mình đã để trong cái video lúc trước đó. Các bạn muốn coi lại thì các bạn sẽ coi lại công thức đó ha. Thì ở đây mình ướp là nó có nước tương nè, lemon pepper nè, với lại seasoning nè. Rồi mình bỏ vô mình ướp từng 2 tiếng. Giờ mình lấy ra nè, mình sẽ nướng nó. Đó, mình nướng lửa 350, 2 tiếng 15 phút. Các bạn đậy lại. Nếu các bạn muốn chính xác công thức thì các bạn coi lại cái video cũ của mình nha. Mình sẽ lấy giấy phôi, mình sẽ ráp nó lại nha. Rất đơn giản. 2 tiếng 15 phút nữa là bạn sẽ có món ăn rất ngon, dễ làm và ngon nữa nha các bạn. Cái công thức của mình là ngon lắm á, giống như ngoài tiệm luôn á, không khác đâu nha. Các bạn chỉ giấy phôi, bạn cúng lại vậy thôi. Thì các bạn sẽ nướng cho mình nha. Nướng 3,5 mình nướng 2 tiếng 15 phút nha. Đó, mình cho các bạn coi. Đây, sau khi mình nướng 2 tiếng 15 phút rồi các bạn, mình lấy ra nè, đó, xong rồi mình mới mình sẽ trét cái barbecue sauce vô, mình sẽ nướng sơ qua đây. Cái là nước mình mới chắc ra nè, đó. Mình sẽ dùng này mình pha với lại barbecue sauce, mình sẽ trét lên nướng nha. Đây, giờ mình pha nước sauce để mình quét lên ha. Thì mình lợi dụng mình lấy cái phần nước trong con thịt heo để mình nướng các bạn, mình hớt cái phần mỡ ở trên. Mình không cần phải thêm mỡ nữa, mình dùng cái nước mỡ đi. Mình lấy 5 muỗng á, 5 muỗng canh này. Các bạn hớt hết vô đây. Đó, không có bỏ, các bạn mình mua sauce này nè. Cái này là barbecue sauce, đó. Mình sẽ bỏ vô đây nha. Các bạn cho mình 5 muỗng canh barbecue sauce. Đó, mình ướp kỹ lên. Mình sẽ dùng nước này quét lên trên cái mặt để mình nướng nó. Mình khuấy sẵn đây, mình sẽ chuẩn bị trét lên đây. Đây các bạn ơi, các bạn coi mình siêng lắm luôn nha các bạn. Mình mùa đông mình đi ra ngoài đường mình nướng barbecue đó, vì thích ăn ngon thành ra phải chịu khổ. Đây các bạn coi mình làm nha. Đó, mình muốn ăn ngon phải chịu khổ. Lấy cái lồng khô bờ ra. Các bạn thấy
mình như là xin quá sức tưởng tượng luôn nha. Vì thèm ăn ngon mà phải chạy ra đây mà nướng thì cũng trời lạnh. Lúc trời lạnh mà nướng barbecue quá xá xin luôn. Mình cho các bạn coi. Đây các bạn ơi. Đó, khi mình trét lên mặt rồi ha, mình nướng một mặt nè. Đó, mình nướng 2 phút rưỡi, 3 phút thôi. Rồi mình sẽ trở qua. Đó, thấy nó hơi nhạt vàng là được rồi. Xem xé là được rồi, không cần phải là phải là bấy này nó chín rồi. Khi trời mệt cũng là thì cái nghe mùi sốt của cái barbecue á dễ ăn ngon bạn, chứ giờ đem ra chảo chiên thấy nó mất hứng quá. Mình không làm gì cho các bạn coi à, còn sốt còn lại nè, đét lên đơn giản lắm nha, nhà mình không đơn giản, cầu kỳ trong những cái lúc đơn giản các bạn, ăn đơn giản mà cũng cầu kỳ, nghĩa là mình không thích chiên hay là nướng bằng lò ở trong nó không ngon, chịu khó ra đây mình nướng cho nó hát khói, nó mới hấp dẫn, đó, các bạn thấy không? Các bạn không thích đi các bạn, đó, chỉ khó chút xíu các bạn, mình có đồ ăn mình ngon mình ăn đúng không? Trong gia đình mà, đó, để cho nó lửa nó khát vô, ăn vô đó. Thôi ăn thôi, mấy đứa con mình nó cũng xiên lắm nha, mùa đông vậy cứ khi mà nó nướng barbecue nó nướng hamburger nó cũng ra ngoài đường nó nướng luôn các bạn, nó không có sợ lạnh đâu, thù lạnh thôi đó. Mình để cho nó xém xém này nè, nó thơm các bạn, nó chưa lửa lên lửa hồng barbecue đó, đường nướng hấp dẫn nha. Món này là món mình rất thích tại vì rất là dễ làm, không tốn thời gian, mình bỏ vô lò mình nướng 2 tiếng 15 phút, mình chỉ khó mình ra mình chăm chút xíu là mình có buổi ăn tối ngon đó, không có tốn tiền nhiều, ngon mà dễ làm nữa các bạn, rất ngon luôn, giống như ngoài tiệm luôn á các bạn, theo công thức của mình là không giờ khác luôn á nha. Đây, mình xin biểu diễn các bạn coi nha. Đây là miếng sườn nướng của mình. Hấp dẫn ghê luôn. Trời ơi, nhìn nó xám xám, xám xém nha. Mình kia là một bốn, cái này là full rack luôn đó. Barbecue sauce để lên cho chút xì. Cái mùi nướng nó thơm lắm. Mình nướng bằng cái lò ở ngoài á các bạn, nó rất là thơm, chỉ khó chảy ra ngoài xíu là mình có buổi ăn ngon tuyệt vời luôn. À, mình cho các bạn coi hấp dẫn. Ta ra đây món sườn nướng của mình các bạn ơi, ngon lắm luôn, nhìn hấp dẫn lắm, mê ly. Rồi các bạn tưởng tượng không, tháng giêng trời đổ tuyết lạnh âm 20 độ mà mình có sườn nướng tại nhà ăn. Thì các bạn biết mình quá là đơn giản luôn phải không? Căng đảm. Mình căng đảm rồi đó. Mấy nhỏ nó nghe mùi nó đi xuống các bạn, không cần mời
không cần tiêu cũng chảy xuống nó nghe mùi á. Đó. Đây, bạn yêu mình cắt ra, mình sẽ cắt ra ăn luôn. Hấp dẫn quá. Đây các bạn ơi, mình sẽ cái phần nước sốt còn lại đó, đó đây nè, mình sẽ bỏ bột luôn, mình đánh vô nha. Mình đánh vô cho nó sạch sạch ha. Lên sạch sạch các bạn. Mình bỏ xíu bột thôi. Đánh nó lên. Để mình bỏ một muỗng không đủ. 2 muỗng teaspoon ha. Nó mới lên được. Hấp dẫn nha. Đây, đó. Rồi tắt lửa hấp vào dưỡng này, chế lên cái nước sườn. Đây các bạn ơi, ở đây mình có 2 ký khoai lang ha. Mình mua khoai lang mà các bạn mua loại mà yellow potato, khoai lang màu vàng á, luộc cho mình, bỏ chút xíu muối vô. Các bạn luộc cho mình khoảng chừng 20 phút thôi. Xong rồi mình mới đổ ra, rồi mình để nguội rồi mình lột vỏ ra hết nè. Đó. Rồi mình cắt vuông vuông vậy nè. Đó. Mình sẽ ướp gia vị các bạn. Bạn lấy bất cứ seasoning nào cũng được nha. Thì hôm nay mình sẽ xài cái gọi là Montreal Steak Seasoning. Đó, hay là All Seasoning cũng được. Bất cứ dạ, seasoning nào. Bạn bỏ cho mình đi 3 muỗng canh dầu ô liu. Bạn bỏ dầu vô trước rồi các bạn mới bỏ seasoning lên. Xóc dầu trước. Hai muỗng canh seasoning ha. Để thôi. Mình sẽ nướng lên. Đây, mình đổ ra măng. Đây, cái này là một thay đồ của mình nè. Mình sẽ bỏ vô lò mình nướng 20 phút. Bạn để, các bạn để cho mình lửa 375 nha. Đây là món khoai tây nướng của mình các bạn. Sau khi các bạn nướng 20 phút thì mình thấy nó không có được vàng, mình bấm thêm 10 phút nữa. Rồi sau đó mình sẽ bấm roi thêm 10 phút nữa nha. Xin chào ông bà cô chú và các bạn. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Hôm nay mình ăn cái gì á là chém? Ribs and pork and some of that vegetables. Okay. Cái này là đậu bắp. Đậu bắp. Đậu bắp. Này đậu bắp. Đậu bắp. Đậu bắp, xương nướng và xương nướng khoai tây. Khoai tây. Khoai tây potato. Khoai tây. Really? Is there Vietnamese potatoes? Xin mời ông bà cô chú và các bạn ăn gia đình mình nha. Yep, xin mời. Xin mời. Hôm nay gia đình mình ăn đồ ăn rất đơn giản các bạn ơi. Đơn giản nhưng mà hơi chịu khó chút xíu. Mình phải ra ngoài mình nướng các bạn. Thì ra ngoài nướng thì ăn nó ngon hơn. Thế nướng chút xíu thôi, không mất thời gian lắm đâu. Ăn ăn rau. Không mất thời gian lắm đâu. Nhưng mà khoảng chừng 5 phút thôi à. Nhưng mà nó hơi lạnh ra ngoài chút xíu. Mà chịu khó mình nướng thì cái mùi thơm nó thơm các bạn. Chứ nếu mà ở trong nhà mình hơ bằng cái lò thường trong nhà nó không có thơm. Ăn món ăn này rất dễ làm, không khó, không phải mất thời giờ nhiều nữa nha. Mình chỉ để trong lò mình nướng thôi, cái chịu khó là chạy ra ngoài mình nướng. Nếu các bạn không có kiểu mà picky á, không có kiểu khó chịu á, thì mình dùng lò mình nướng cũng được, nướng lửa trên á 5 phút thôi là nó cũng vàng. Nhưng tại vì mình chịu khó chạy ra ngoài mình nướng chút xíu cho nó ngon. Anh Lạc Chem ăn được không? Ừ, ăn ngon. Ngon không? Yep, ăn ngon. Anh Lạc ăn được không con? Ừ. Ăn ngon hả? Ăn được bạn. Được.
ăn chứ sao mà gấp trở đi trở lại. À, nó ăn nhiều lắm không? À, lạc cho mấy điểm? 10 điểm. Cho 10 điểm hả? Ừ. Có lấy nha, 10 điểm. The highest you can get. Yeah. 10 điểm hả, kem? À, cho 10 điểm. 10 điểm hả? Ừ. Mình đem mình ăn không? Chắc. Ăn được không? Được. Các bạn muốn nướng này các bạn cứ vô cái recipe mình đã đăng mấy tháng trước á, giống vậy thôi à, mình chỉ lặp đi chang vậy thôi, không có khác đâu, thì dễ lắm á, không có khó mà có ăn liền, mình không cần phải đi đâu, nhiều khi xa quá các bạn đi đâu xa đó, mình cũng ngán ở đây mà đi, mà để mà đi ăn là chắc mình không đủ xiên để đi đâu nha. Thấy không? Ừ. Bạn yêu đi làm giờ là bạn yêu cái đồ ăn ăn rồi, thấy không? Ừ. Không cần phải đi đâu. Một cái rip thì đang ngoài tiệm ăn, đứng chờ mấy tiếng đồng hồ xếp hàng. Hồi xưa các bạn biết không? Mình đi á, mình đứng chờ có tiếng đồng hồ mới có ăn. Nó ra phục vụ mình à, chờ nửa tiếng sau đồ ăn mới ra từ từ, nhưng mà tại vì mình đi trong hãng thì mình phải chịu thôi các bạn. Mà hả, các bạn nướng trong lò gì á nó mềm lắm, giống như ngoài tiệm vậy đó, món ăn đơn giản tại nhà. Ai cũng có thể làm được. Mình thử mình, cái này là bát rib nha các bạn. Mình thích size rib hơn. Và có nó có nhiều mỡ hơn. Nó ngon hơn. Nó béo, nó phải béo mà nó không có khô. Cái này thịt nạc không à. Có rau rồi chan được. Sợ không? Lại có salad hả con? Ừ. Ăn mà thấy sao bạn? Ngon chứ. Rất ngon. Barbecue mùa đông. Barbecue mùa đông. Công nhận mình xiên ớn luôn. Chỉ chịu khó chịu lạnh xíu 5 phút. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là khoảng 8-8 độ C. Dạ. Có gió thì có thể lạnh hơn một chút xíu. Dạ. Hơi có gió mà. Nếu mà ngồi lửa khó ngồi. Mình kêu bạn yêu mình ra phụ ngồi giùm. Ngon. Cho nên mình ăn mùa đông mùa hè cũng ăn barbecue. Mà khi barbecue nấu lẻ các bạn không cần phải làm nhiều, mau gọn. Cái đứa này nó cũng vậy thôi à. Mỗi lần mình nó nướng hamburger nó cũng chạy ra ngoài, mùa đông nó chạy ra ngoài nướng. Hầu như là barbecue tất cả mọi loại thịt cũng dễ ăn, yeah. Ngay cả rau cỏ cũng vậy, ví dụ như là bắp hay là rau muống nướng, ngay cả cái cái này là cái bắp này nướng ngon lắm á, cái này mình không có nướng này gì mình luộc à, cái này cho em là barbecue ngon lắm. Hạt zucchini các bạn nướng ngon. Mình ăn cục kèo không nướng, rau muống không cũng nướng là được kêu. Rau muống nướng ngon. Có
có bột thêm rau nướng. Ăn vô kèm chung. Lạ lạ. Có xíu rau luôn. Dễ ăn. Đơn giản. Ngày nay mấy mẹ con mình quốc phòng không hết. Finish. Bring them home. Thật ra mình làm gì đơn giản thôi. Mình hỏi làm việc chỉ có bạn bọn yêu đi làm thôi. Hôm nay bận không bạn? Cũng có được làm hết ngày. Kem xong, kem bận không con? Bận bận cho. Không bận. Maybe just retesting bugs. Thường thường các bạn á, muốn sai mép á, 2 tiếng 15 phút đủ rồi. Rồi cái bát mép á, nướng hơi lâu xíu đi. Nướng xong rồi các bạn nướng xong rồi cái thịt nó rời cái xương. Đó là những nhà hàng Tây ở đây đó là mềm. Mình làm được không ạ? Mình chưa để tới nữa. Mình bắt biết nó khác. Thịt nạc không à? Mình lông rồi. Bắt biết mình nghĩ các bạn để 2 tiếng 55 phút. Video đã dài, mình xin hẹn các bạn video lần tới. Xin chào. Bye bye. Xin chào. Bye bye. Xin bạn bấm 1 like để ủng hộ cho kênh của mình. Và nếu chưa subscribe, bạn bấm subscribe ở dưới để xem những video mới. Thanks for watching.